Hello, xin chào tất cả mọi người. Thanh Hương đang ở trong phòng khách sạn và mọi người thấy là ở phía xa xa kia ánh nắng đang chiếu rọi vào căn phòng của Thanh Hương thì đủ để biết là đằng sau cánh cửa đó nắng nóng cực điểm như thế nào. Hương đang ở trên bãi biển Tuần Châu rất là xinh đẹp nhưng mà nắng nóng thì thôi rồi luôn. Với một cái làn da thế này, phần cổ, phần ngực, phần vai đó, phần đằng sau lưng, phần hông, phần eo, phần đùi như thế này thì cũng vẫn được gọi là trắng sáng mịn màng. Và hiện tại Hương đang quay cam thường chứ Hương không quay bằng app nhà mình nhá. Đây, có thể thấy không? Có thấy cái mụn trên mặt của Hương không? Đó là Hương đang quay cam thường để nhà mình có thể xem được cái làn da của Hương ở cái thời điểm hiện tại mà đang nắng nóng cực điểm như thế này thì nó đang như thế nào. Tại sao Hương lại chủ quan như vậy? Tại sao Hương lại tự tin để chia sẻ với mọi người như vậy? Là bởi vì lúc nào Hương cũng có bí quyết, lúc nào Hương cũng có con ruột đi theo. Mặc dù là bận bịu như thế nào, mặc dù là vali đã chật đầy những cái đồ đạc rồi, quần áo rồi, đồ diễn rồi, nhưng lúc nào cũng phải dành ra một góc để mang tất cả những cái em yêu này đi cùng. Và cái em yêu này là gì thì mọi người cũng đã biết rồi đúng không ạ? Hương cũng đã chia sẻ rất là nhiều ở những cái clip trước đó rồi. Thì đây là cái bộ sản phẩm tắm trắng tại nhà của Skin ASC. Thực ra thì Hương là nghệ sĩ, thế nên là Hương không có nhiều thời gian để đi spa, và Hương cũng không phải là người mà hay gọi là chịu chi quá nhiều tiền vào cái việc đi spa. Thực ra thì nếu như mà có hiệu quả thực sự thì mình cũng đầu tư, nhưng mà Hương biết rằng là spa thì có những cái nơi rất là tốt, nhưng cũng có những cái nơi thì mình có đầu tư vào đó thì cũng chỉ tốn tiền thôi, tại vì nó không phải là những cái giải pháp mà hữu hiệu trong cái việc chăm sóc cho làn da của mình. Thế chính bởi vì điều đó, cái thứ nhất là Hương bận, cái thứ hai là mình cũng là một người Việt Nam, một người phụ nữ Việt Nam, mình cũng thích những cái gì đó không những tốt mà lại phải ngon bổ rẻ. Thế nên là Hương lựa chọn cái phương án là sẽ sử dụng những cái sản phẩm thực sự là an toàn, lành tính, và Hương dùng để tự chăm sóc cái làn da của mình cũng như là tắm trắng tại nhà. Thì bộ sản phẩm này thì bao gồm có 4 sản phẩm. Đầu tiên là cái kem ủ trắng bằng than hoạt tính, đó là một cái chai rất là quan trọng trong cái công đoạn mà tắm trắng tại nhà của chúng mình. Đầu tiên là kem ủ trắng than hoạt tính này, tiếp theo đó nữa là cái kem chống nắng ban ngày của thương hiệu Skin ASC. Đây cũng vô cùng quan trọng, đó chính là kem dưỡng trắng ban đêm. Và một chai nữa là cái chai sữa tắm hàng ngày của Skin ASC. Đó, sản phẩm Skin ASC là cái sản phẩm chăm sóc tắm trắng tại nhà đến từ thương hiệu ở Hàn Quốc. Và bất cứ một cái trang báo mạng nào cũng như là nhà mình có search Google để mà tìm hiểu về cái thương hiệu Skin ASC thì nó đã quá là nổi tiếng rồi. Các nghệ sĩ của Việt Nam cũng đã rất là tin dùng. Ngoài Thanh Hương ra thì Hương biết còn rất là nhiều các bạn nghệ sĩ khác, các chị em nghệ sĩ khác. Nói thực với tất cả mọi người, để giữ được cái làn da như thế này nghe thì có vẻ là đơn giản thôi, nhưng Hương cũng rất là cầu kỳ đấy. Nói chung nghĩ là Hương chốt hạ lại một câu là thiếu cái Skin ASC một ngày là cảm giác như là mình bị bỏ đói một năm vậy. Và cả 4 cái sản phẩm trong cái bộ combo này, mỗi một sản phẩm đều có giá là 490.000, nhưng hiện tại bây giờ nhà mình đang được mua với cái giá ưu đãi. Nếu như mà để lại thông tin cũng như là số điện thoại tại clip ngày hôm nay của Thanh Hương, bởi vì sao? Bởi vì Hương cũng là một khách hàng tiềm năng của thương hiệu này, thế nên Hương cũng có một cái chút gì đó gọi là cái tiếng nói của cái người gọi là khách hàng tiềm năng và cái khách hàng gọi là lâu năm rồi, cũng được ưu đãi một chút xíu. Là khi mà chúng mình mua sản phẩm tại clip ngày hôm nay Hương chia sẻ thì cả bộ combo 3 sản phẩm này, mỗi một sản phẩm có giá là 490.000, mua 3 sản phẩm thì sẽ có giá là 1.470.000, thì nhà mình sẽ được tặng thêm cái chai sữa tắm này. Cái chai sữa tắm này là cái chai sữa tắm mà gọi là tắm trắng này, rồi tẩy được tế bào da chết thì mình có thể sử dụng được hàng ngày. Thì ngay sau đây thì mỗi cái clip thì Hương đều test sản phẩm để nhà mình có thể nắm được cái quy trình cách chăm sóc body để mà trắng sáng ngay từ lần đầu tiên sử dụng. Thì cái chai sữa tắm này mình sẽ sử dụng hàng ngày, và mình sẽ lấy một cái lượng nhỏ nhỏ ra thế này, mình sẽ làm ướt cái cơ thể của mình ha. Đây mọi người thấy không ạ? Đây cái chai sữa tắm này, mùi nó rất là dễ chịu, và ở bên trong này nó có những cái hạt li ti nhỏ nhỏ màu đen, mọi người thấy không ạ? Dạng gel và có cái hạt li ti, bởi vì sao? Cái chai sữa tắm này nó có thành phần là tẩy da chết, và những cái gel chấm 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 đen này nó sẽ là cái những cái mà gel nhỏ, những cái phân tử nhỏ tẩy da chết cho cái làn da của mình. Đấy, thì có thể tắm trắng qua bằng cái sữa tắm hàng ngày này để cho ướt cơ thể, sạch cái cơ thể, và sau đó thì chúng mình sẽ đi vào cái công đoạn là kem ủ trắng than hoạt tính ha. Đây Hương sẽ làm rất là nhanh từng phần một đây, mọi người nhìn thấy không? Bỏ quá trời bọt massage này, đó. Tắm trắng lại thật là sạch này, đó. Sau đó thì sao ạ? Lấy một cái khăn sạch, Hương sẽ làm khô cái phần tay của Hương. Đấy, coi như là chúng mình vừa làm sạch cái phần cánh tay rồi. Trời, chỉ xem qua thôi nhá. Đây là so sánh qua qua một chút thôi. Và với một cái sữa tắm mà cái chai mà chúng mình được tặng đó,
490.000 mà mua cả combo 1.470.000 với ba sản phẩm kia, than hoạt tính này, đó, chống nắng ban ngày và dưỡng trắng ban đêm, mà mình tặng cái chai sữa tắm nó đã như thế này rồi. Công đoạn thì công đoạn phụ của phụ thôi. Tiếp theo đến cái công đoạn gần chính như này thì bắt đầu là chúng mình sẽ đi vào cái công đoạn là dùng cái kem ủ trắng than hoạt tính. Thì ngày hôm nay thì Hương xin phép là Hương sẽ test ở cái phần ở cánh tay này, mãi không ra đây. Đây Hương sẽ lấy một chút ở phần này, Hương lấy thêm một chút xíu thật là nhiều nữa. Để làm sao mọi người biết không ạ? Hương sẽ xe một nửa cái phần này lên cái phần vai của Hương. Hương sẽ test cả phần vai. Đó, tại làm sao mà ngày hôm nay Hương test cho mọi người xem cả cái phần vai này. Bởi vì Hương muốn là những bạn gái ấy, mà các bạn mà cái mùa này nó nóng quá, nó hanh khô quá, mà chúng mình hay bị mụn ở lưng, rồi chúng mình bị những cái tia UV, tia tử ngoại nó chiếu vào cái phần da, ngoài cái phần da mà chúng mình có thể tự chăm sóc được như thế này, thì cái phần cầu vai và cái phần đằng sau lưng là chúng mình rất khó để chăm sóc. Nói một cách chính xác hơn là không thể vòng tay ra sau lưng để mình chăm sóc được. Thì Hương xin phép là Hương sẽ test luôn phần này để gợi ý cho những bạn gái mà chúng mình bị mụn ở lưng nha, là sử dụng cái bộ sữa tắm trắng tại nhà của Skin IC này thì hết cả mụn lưng luôn. Cái điều này Hương khẳng định. Bởi vì sao? Bởi vì cái kem ủ trắng than hoạt tính này thì cái thành phần của nó 100% đó là những cái siêu phân tử nhỏ là ca than hoạt tính carbon. Nó rất là nhỏ. Mọi người tưởng tượng là phân tử nó đã là nhỏ rồi, còn đây là siêu 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 phân tử nhỏ. Thì những cái thành phần đó nó sẽ đi được thẩm thấu tận là sâu vào những cái ngóc ngách trên da này. Cái da của chúng mình nó có cái lỗ chân lông, và khi mà chúng mình đưa những cái siêu phân tử carbon này vào trong cái lỗ chân lông này thì nó sẽ lập tức thẩm thấu luôn vào cái phần da phía trong này. Tất cả những cái sản phẩm khác thì Hương nghĩ rằng là nó chỉ một phần nào đó thôi, ở phía bên ngoài thôi. Và bởi vì không phải là 100% nó là dạng carbon hoạt tính siêu phân tử, nên nó không thể nào mà có một cái sự thẩm thấu tốt bằng cái Skin IC này được đâu ạ. Thế nên khi mình sử dụng cái than hoạt tính này, cái điều đầu tiên là nó làm thải độc cái cơ thể, thải độc cái làn da của mình. Cái ánh nắng nó chiếu vào đâu, mình lia và mình massage cái phần gọi là than hoạt tính, kem ủ than hoạt tính đến đó là nó sẽ thẩm thấu vào da, nó hút hết những cái độc tố ở bên trong da ra ngoài. Nó sẽ nhả cái nắng trực tiếp phản chiếu vào cái da của mình. Ví dụ ngày hôm nay đi quay ngoài trời thì bao nhiêu nắng, thì khi mà mình làm cái công đoạn này thì nó sẽ hút hết những cái nắng, những cái tia UV, tia tử ngoại nó chiếu trực tiếp vào da. Tiếp theo nữa là sao? Massage thế này nó cũng sẽ làm thu nhỏ cái lỗ chân lông cho chúng mình, nó sẽ không làm cho cái da của mình nó bị lỗ chân lông to. Đó, nãy giờ thì cũng nói rất là kỹ và massage rồi, thì Hương sẽ xin phép Hương tẩy cái phần này đi ha, để chúng ta mình nhìn cho nó rõ nha. Nhà mình chịu khó chờ em xíu ha. Đó, mấy bạn gái mà bị mụn lưng nhá, chúng mình chịu khó sử dụng cái kem ủ trắng than hoạt tính này để mà nó đi hết được cái mụn ở lưng nhá. Mụn lưng là do làm sao mọi người biết không? Cái thứ nhất là bị cớm nắng, và cái thứ hai ấy là chúng mình làm sạch da nó không được sạch sâu, nó để lại những cái vi khuẩn trên da, nó mới hình thành những cái mụn ở trên lưng. Thế thì giải quyết cái mụn lưng bằng cái việc là chúng mình phải làm sạch da. Và cái công đoạn ủ trắng than hoạt tính này nó hút hết cái thải độc, nó hút những cái chì và những cái độc tố trong da, thì cũng có nghĩa là nó là làm sạch sâu da rồi. Nên là mình làm thường xuyên thì nó sẽ bay hết đi cái phần gọi là phần mụn ở lưng. Đây, Hương sẽ lau lại bằng cái khăn sạch này. Đó, ok, hôm nay làm kỹ cho mọi người xem ha. Tiếp theo này, so sánh tiếp cho tôi này. Đó, công đoạn thứ hai này, đó. Cho xem phần vai này. Đây nhá, phần vai này nhá, vừa mới được ủ bằng cái than hoạt tính này. Đây này. Mình nhìn nhá, mình nhìn phần tay, phần vai. Mình nhìn nhá mọi phần tay này. Đây, nhìn thế này thấy khác rồi này. Hương vừa ủ trắng phần này dưới này đâu có ủ đúng không? Phần này không hề ủ đây, từ chỗ này là không ủ này. Bôi có được một chút ở phía cầu vai, mọi người nhìn này. Đấy, so sánh giúp Hương này. Khi mà đã được ủ trắng bằng than hoạt tính nó sạch hơn này, cái da nó mướt mải, nó mềm hơn này, ấn vào cái độ đàn hồi nó cực kỳ tốt. Còn cái phần này cảm giác nó bị khô, nó vẫn rất là khô, cái nắng nó vẫn còn mà, âm ra nó sẽ thẩm thấu vào da nó rất là khô. Công đoạn nào cũng quan trọng, nhưng mà Hương nghĩ rằng cái đánh giá là cái công đoạn than hoạt tính trong cái công đoạn mà bên công ty cũng như là thương hiệu Skin IC họ đã nghiên cứu rất là kỹ rồi để họ đưa ra cho mình cái quy trình như vậy. Và quan trọng nữa nha, sản phẩm này là đã có đầy đủ giấy tờ kiểm định của Bộ Y tế rất là gắt gao rồi, và sản phẩm đã được cấp phép cũng như là lưu hành rộng rãi rồi. Thì Hương thấy rằng là nó trắng thật,
chứ không có cảm giác là mình trắng mủng trắng beo, mà có cảm giác là mình bị trắng do là kem lột kem trộn. Thì cả bộ combo 3 sản phẩm này, mỗi một sản phẩm có giá là 490.000, mua 3 sản phẩm thì sẽ có giá là 1.470.000. Thì nhà mình sẽ được tặng thêm cái chai sữa tắm này. Cái chai sữa tắm này là cái chai sữa tắm mà gọi là tắm trắng này, rồi tẩy được tế bào da chết thì mình có thể sử dụng được hàng ngày. Và yên tâm 100% là khi mua tại clip ngày hôm nay là đủ và đúng là chuẩn là hàng chính hãng rồi. Tuyệt đối không mua những cái hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nha. Cái thứ nhất là ảnh hưởng đến uy tín của Hương. Cái thứ hai là không có chuẩn với cái thương hiệu của Skin AC, là cái hàng chính hãng ảnh hưởng đến cả uy tín của công ty. Và quan trọng nhất với Hương đó chính là ảnh hưởng tới làn da của tất cả mọi người. Cái điều đấy là Hương không muốn một chút nào cả, bởi vì Hương yêu mọi người vô cùng luôn.